với xã Bằng Cả. Mà hót các xã Bằng Cả đẩy lên làm hót vùng văn hóa ngân chân rừng. Khoảng chuyển hỏi quân giúp vùng thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh. Dũ ní nhang đầy bảy chữ, để lại hít khong nên văn hóa ngân lăng, khoảng trực quân rào thành y, tế khám tá, bay khắp, bay xe, hót về nghiệp khiển mày. Bảy chữ đến nét văn hoa nắn, mi phân nâng nhắn lùng, khổng bưng nghệ nhân, nhất lo bưng phủ nhính, viên khân, nghiệp khiểm mày, bó giòn bưng nên văn hóa, khổng trở quân trào, hạ bổn bàn, lăng mà lẳng nị. Cứ khẩu nhám chủ nhất hàng tuần, và phần hư co phả đét, nghệ nhân trường thị quý rút thuần dòng xã Bằng Cả, thành phố Hà Long, nhăn chắc mắn ba lớp nghiệp khiểm mày, vầy bó giòn bưng lông dệt dờn ngân lang, hoặc bưng lòng hóc rình, du bón bài chữ văn hóa trở quân dạo thành ỷ khổng xá. Đôi cắp thao quý, về ma lớp báu dư to lò lang môn rừng, đẩy liêm lò trách nhiễm, cắp văn hóa khổng trở quân cháu. Dân tộc Giao chúng tôi vốn có nhiều nét văn hóa. Chợ Quốc Giao mở khỏi, mi lại nên văn hóa, ngân lang dâng khắp báo Giao. Xe cùng lê cấp giác, nghiệp khiểm mày, té nhắc nòi khỏi con mặc bưng nghệ thuật, cánh bưng khù nghiệp khiểm mày, xíp hạ bị tuổi khỏi con mi thể khắp. Cắp lăng mặc, thảo quý, có do giáo ép hóc, hồ trang bưng bay khắp bay xe ngân lăng, bưng kỹ thuật nghiệp khiểm mày, khòn trở quân rào. Bữa dân nằn, hót khay, cùng lông hủ khòn thảo, có mi cài hót hỏi nưng bay khắp bay xe ngân lăng. Khu đáng quý bánh, thảo trường thị quý, lưng ngắm bùn, bó giòn hở lan nóng, hồ đầy văn hóa trở quân rào khòn trào, báu trò rút hối. Bữa dân nằn, thảo là quân xung cố hén các vê dệt, ỏn trì bưng lớp nghiệp khiểm mày, bó khắp rú sáp Bằng Cả. Nếu không dạy lại cho lớp con cháu, và bao bó giòn hở lút làn khỏi giàn nên văn hóa ngân lang chặt sừng dân nghị trí giò rút hối. Dân làn khỏi co cố hén bó giòn hở lút làn bản nóm hủ đầy bài chữ bính khánh nên văn hóa. Dú bản Na Tứ, xã Hà Lầu, huyện Tiền Yên, tỉnh Quảng Ninh, gian chẳng nỉ, ở tặng thị liền mi tiếng số YouTuber khẳng bản quân giả thành ý. Té phùng, những bản á, bá khám kèo bóng mong, nhăn bóng trang mạng công nghệ thông tin. Phủ những quân giả nỉ có miên văn ép học cơ bình quân YouTuber bản bánh, bính thầy bưng nên văn hóa ngân lăng, khoảng trở quân họt bóng mè. Kênh YouTube khám tạo khoảng ời liền, phân lại và nhọn hàng bưng lên văn hóa ngân lang khoảng chợ quân dạo Tiền Yên. Bờ dân hàn bưng video khoảng ơi liền, tô hót bưng bay khắp bay xe, tháo sùng sờ khoảng chợ quân dạo thành y, bưng lên văn hóa. Chăn ngam, hót vùng đỉnh mương, tình mết có đầy ơi quay phim, báu lấm bưng khám nhọn hàng giết hở lại quân Mạc Lim. Đưa lên YouTube, các đoạn hình ảnh được chị cắt ghép gọn gàng. Cơn chớ ảo gần YouTube, bưng hù có đầy ơi. Năm dệt hở chân ngắm. Không biết thì lúc đầu thì khó khăn lắm. Bắt cô khé bao đại ép bao hú dệt. Sơn nằn bắt cô khé bỏ lại cắt khó, lăng nằn. Thậm chí tôi còn là viết cái nội dung và khỏi co tèm. Rất là khó khăn. Trong cánh thời điểm đó, bá găm kéo nhau bong bong, cùng nhăn nằn khỏi co cô hén, khai nghỉ khỏi co mi thể, hủ trang dệt, cánh háo dệt vầy nhọn áng nên văn hóa khoảng chợ quân cháu. Khai nghỉ phụ những quân giả thành ý nỉ đang mi sĩ cảnh YouTuber bị trừ, liền Quang Đỉnh Nưng, liền Tiền Yên, liền Hà Lầu, tăng liền em cùng nằn liền Quảng Ninh thương đầy mỹ ó chào nhất hoặc khay cài giảm pì có mỹ cài chết hót video cánh khé hạ đầy cài giảm văn hà hói tơ quân mà đăng ký về tanh ó cánh ảo bưng kinh YouTube khẳng chào cứ biển nên văn hóa khẳng trởn hỏi quân có áo lông hiệp thù hở ơi cánh cho hơn. Bưng video ở hai xét ó hôm văn nhọn àng cánh bính thầy bưng lên văn hóa chăn ngắm khoan trở quân rào Tiền Yên cứ đẩy lại lăng tì. Bưng clip khoan khỏi xét ó văn lại lò tô ma văn hóa khoan trở quân rào thành y và nhọn àng nên văn hóa khoan trở quân chậu. Trong
Cùng lông phến mắng, cùng phùng kiến đế số khai đi, bừng nền văn hóa ngân lang té hừng, có đang đầy bóp me số bàn á phong sùng, phùng bóp me chu trở nòi quân bính thầy bảy chữ. Cánh chính bưng phủ nhính dấu nì, để lúc khế hạ choi giờ tép, bưng tổ chức hối phủ nhính, chu cấp, đang xung khẩu cùng năng về bảy chữ bính thầy, bưng nền văn hóa ngân lang chăn sừng, khoảng chở quân. Mà họt các huyền phong sùng bình liều, mi thê hình bưng hún ảnh, bưng ơi bưng ý, bưng thảo, bưng nhanh xào, chở quân xào thành ý, năng nghiệp khiểm mày bỏng các tó nả hơn. Bưng ơi nón lên bưng quân thảo ké, ép nghiệp khiểm mày, báo hú bón đờ có thói thảm bón nắn, bưng phủ những bính thầy với dệt nặn là lông quen khới. Lông quen khới đi bỏng cắp lông nếu chớ khòn hồi phủ những thùn, xá, cấp bình của Mỹ ít, phải bảy chữ bưng lên văn hóa ngân làng khòn chở quân rào hòn khai nị. Trong cuộc sống thường ngày thì chị em cũng... Cùng bông kiến thay số hăng mười ơi nón còn lông năm dệt đi về bảy chữ bưng lên văn hóa khòn chở quân chào cùng bông kiến thay số hăng mười dân bưng tháo sồng sờ. Một số to cùng nhằm bử lễ bử trình, nhằm cùng bùng kiến thay số hát bử, ơi nóng lưng nung bưng táo sống sở, vài bảy chữ hờ lút làn, hồ đầy nên văn hóa rình, khòn chờ quân cháu. Để cho con cháu mình thấy được, đấy là nét riêng, nét bản sắc văn hóa dân tộc riêng của mỗi dân tộc mình. Con đường bà và mẹ dạy theo những làn đậy ép, té ý thảo, hồ xét khiểm mày, dệt khăn. Làn cỏ mặc, làn có chế cô hánh ép, về dệt khiểm mày, dệt ó, bưng tháo sùng sở, nung cùng mười lễ, mười trình. Lễ hội thì hay là Tết, con sẽ mặc để đi dự. Vậy tờ bát bảy chữ bính thầy bưng lên văn hóa khoảng trở nòi quân, ở nhóm phủ những dấu huyền bình liều, có bòm cằn tanh ó cánh bi lại cầu lạc bộ nghiệp khiểm mày, dân cầu lạc bộ phần nghề mà pe, bài chữ bưng bài xe khoảng trở quân, dân khắp thèn đan tính khoảng trở quân tày, khắp sóng có khoảng trở quân sán trì. Bằng buổi sinh hoạt lân chơ còn ở nón phụ nhín cùng cầu lọc bổ nghiệp khiểm mày, diệt phải tâm hú, lần này ở nón chữ quân rào thành phán, dưới thôn khẻ bốc thì chân bích liều ma súng. Chẳng trinh gian chơ vàng vê, bằng ở nón cò chơ cảnh ma hơn văn hóa, vài ép lông trang mang nghiệp khiểm mày, diệt ó bưng tháo sồng sờ ngất lang khoảng chở quân. Quân có nghiệp tiền sồng, quân nghiệp khèn mư. Phàng phà ư có mét bốc, khắp bưng chương khoảng diệt ó khoảng chào. Chu tàng trương diệt ó đại ơi nóng ao khẩn nhọn ảng trừng nhọn cùng buổi sinh hoạt cầu lạc bộ dân bàn đôi cắp ơi nóng phủ nhính xung sinh hoạt cầu lạc bộ thì là lông cơ đại lang tì cùng nghe nghiệp khiểm mày. Cứ khẩu mở đờ phạm phần lông bó bày diệt hai diệt na chơ vàng bê ơi nóng có bỏng cằn ma xung diệt nghiệp khiểm mày. Nghiệp khiểm mày dê bưng tháo sồng sờ nung cùng nhau bự lễ bự trình. Vậy hôm hành bảy chữ bính thầy bưng lên văn hóa chăn sừng khỏi chở quân. Dàn cải ma chu cấp hối, liên hiệp phủ nhính bé tỉnh hót cơ sở, còn nắp dết lại lúc ké khầy, vài bính thầy vê dết khỏi phủ nhính cùng vê dùng bảy chữ bính thầy văn hóa khỏi chở quân. Dú chú địa phương, bòm các bưng đền quỷ, chú cấp hối cầm mi bưng lông dệt cơ đầy lăng đi, vầy trên báo bó giòn, nhỏ dùng lông hù hở can bố hồi viền phủ nhí, cánh hạc banh môn sừng mang lên văn hóa khoảng trở quân. Cánh sao hình, khai quang bức mô hình văn danh khoảng phủ nhí cùng bảy chức văn hóa. Bám vào cái chỉ đạo chung của cấp ủy huyện cũng như ủy ban nhân dân huyện về việc cái bòm cáp lông on chỉ trùng khoảng cấp ủy huyện. Cánh ủy ban nhân dân huyện Bình Liều bảo vệ bảy chữ bính thầy bưng lên văn hóa ngân lang khoảng chở quân rú huyện Bình Liều đó là hồi viền phủ nhính cho ẩn cốt bảy cớn năm dệt cùng về nung bưng tháo sồng sờ khoảng chở quân mở khỏi co sông khảo kế hoạch trùng khoảng về dệt khoảng phủ nhính. Nếu chớ bom mè bảy chữ bưng lên văn hóa cải bưng tháo sồng sờ cùng trở lại phong sùng non hẳn mở khỏi nhóc bính thầy bưng cầu lạc bộ phủ nhính khắp thèn khoảng trở quân tày ba sùng
còn chờ quân giàu, khắp sóng có, còn chờ quân sán chỉ. Sóng cọ của dân tộc sán chỉ, các chị em cũng đã tổ chức thành các cái câu lạc bộ hát dân ca, như là hát Pưng ở nó có tổ chức câu lạc bộ khắp sơn sóng có số đại dực, khắp thèn rút xá vòng dụ, khắp sóng cổ khòn trở quân sán chỉ xú xá hải lãng, bòm cáp Pưng ở nó cùng về bài trước bính thầy Pưng nghe ngân lang sơn sẵn bài tó nghiệp khiểm mày dẹp phải tam hú mở khỏi co dệt óp Pưng tàng chương kìn ngân lang khòn trở quân vài bài chữ. Chủ cấp hội Liên hiệp Phụ nữ cùng tỉnh Quảng Ninh có cố gắng níu trước hội viên Nam Dệt Long Kiền Dũ văn hóa Dương Bình vang dề Pưng hiên khong cáo ké vòng các chú Hà Phóng tặng tánh cho hơn kiền pe rú sở máu vi pháp luật. Hà Phóng thánh thị phụ nữ cố gắng ép học dệt sơn tặng tánh cho hơn uốn tình môn mộ. Bằng hành chú cấp hội phụ nữ có cố gắng hướng hót ở nón phụ nữ dùng chú nam về bài chữ Pưng lên văn hóa ngân lang cài chú lễ hối chú nam về văn hóa văn nghệ cánh chính năng về nỉ cùng Pưng kiến lễ số cài nản hôm văn ổn trì hà lăn nóm cùng ép học Pưng hủ mỡ trong khó cắp ngân lang ép học lung kiến số khẳng trở quân bằng cắp nắn chú đơn vị địa phương nhân tùng trời khai quang Pưng mô hình mà bé kinh tế mà bé du lịch bằng cắp bảy chữ bính thầy Pưng lên văn hóa cùng cho hơn bản á sơn nghe ngân lang tàng món kiền ta khủng ngay đi học phụ nữ mà sống từ tên nắn vừa mà bé kinh tế nhau dùng Pưng kiến thế số khẳng quân dần vừa ta khủng ngay đi cơ đẩy lại lang tỉ nhất văn hóa ngân lang chính là lung hen khỏng bản á trở quân khu nhắn lùng cứ biển mạp te khỏng bản á té Pưng về dệt chảnh thí bị khắc nghệ mọi hội viên phụ nữ Quảng Ninh có đang cứ biển khổ cái Pưng hen văn hóa khỏng trở quân cài nản bao số to trung hong mà lung hủ văn hóa trung hong Pưng kiến đất xú hơi trao tổ cho hơn nhà hùng văn mạp te khảo chu tặng tánh mạp te văn hóa Quảng Ninh Việt Nam mạp te Pưng hen văn hóa khòn trở quân.